Tối hôm qua mùng 7 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ tại sân PVF. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia đội quân số thành hai đội đỏ và trắng với sơ đồ 3-4-3 thi đấu trong vòng 70 phút. Ba bàn thắng được ghi trong trận đấu này do công của các cầu thủ Mạnh Dũng, Xuân Quyết và Tiến Đạt. Ở buổi tập này, hậu vệ Nguyễn Khắc Vũ gặp chấn thương dây chằng và phải tập riêng. Huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng các cầu thủ ra vào sân một cách linh hoạt, thậm chí thay đổi nhân sự ở hai đội hình đang thi đấu. Sau 11 phút, tiền đạo của câu lạc bộ Nam Định Mai Xuân Quyết ghi bàn mở tỷ số cho đội trắng. Đó là một pha lốp bóng đặc cấp và tinh tế của cầu thủ sinh năm 1999. Sang phút 33, Xuân Quyết tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền giúp nhóm Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội trắng. Ngoài Mạnh Dũng và Xuân Quyết, trọng hùng của đội trắng cũng gây ấn tượng với các pha đi bóng lắt léo. Đội đỏ trong hiệp 2 có tạo ra áp lực lên đội trắng nhờ khả năng pressing tốt, nhưng phải đợi tới khi trận đấu chỉ còn 5 phút thì bàn sút ngắn cách biệt mới được ghi. Tiến Đạt là người lập công sau cú sút chân trái chính xác. Trận đấu kết thúc sau 70 phút với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội trắng. Hôm nay, các cầu thủ được trả về câu lạc bộ để thi đấu lượt trận kế tiếp tại V-League và hạng nhất quốc gia. Đội sẽ hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn hạn từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 tới. Trong đợt này, đội sẽ có trận đấu tập với câu lạc bộ Kitchi SC của Hồng Kông vào ngày 14 tháng 8.